về Việt Nam gây dựng cái lá xanh. Thế xong rồi cách đây mấy tháng, thế là bạn về về Malaysia, bạn ấy sưu tầm được cái sản phẩm này. Thế nhưng mà người đầu tiên đập vào mắt chị để mà chị thuyết phục được cái sản phẩm này là đúng cô giám đốc. Tại vì trước khi cô trốn dịch ở đây 2 năm, cô nhớ nhà, nhớ con, trông cô sập sệ lắm. Xong rồi về đây bị ngã nước chứ, tay đấy hoa gấm. Thế xong rồi mặt mũi thì cũng là một so với tuổi của cô ấy đấy thì là sập sệ. Tại vì cô 4 đứa con rồi. Thế đến khi mà cô về Malaysia được 2 tháng, đến thế là chị em gặp nhau, ôi chị ngạc nhiên luôn. Tại vì đúng là chị chưa kịp giới thiệu cái sản phẩm này, chị đã bị chết mê chết mệt về cái hình thức của cô rồi. Đấy, thứ nhất là rất xinh, da rẻ coi như là mịn màng và cái cơ này đấy nó lâng lên trông trẻ trung. Xong rồi cái nổi bật nhất là tay cô đầy hoa gấm, tại vì những cái video trước cô ấy cứ demo những cái sản phẩm lá xanh này thì ai cũng nhìn thấy toàn là kiểu bị ngã nước, mà cô về đây cô ngã nước toàn hoa gấm thôi. Thế mà làm sao chị lại bảo ô sao tay con làm sao mà lại mịn màng trắng trẻo thế này. Thế chưa kịp giới thiệu thì đã sen cối một loạt rồi. Thế là cô mới phô ra. Cái này như vậy nến và chàm có hỗ trợ được. Có, thế miêu nó nói là chữa được hẳn hoi. Chữa cái đầu nó khẳng định. Tại vì những cái chàm là do máu mà. Đúng rồi, thế là mới tuyệt vời. Chốc nữa chị có một cái nhân chứng, chị ra Hà Nội. Cái con nhỏ nó bị ban coi như đi các bệnh viện rồi. Nhà nó giàu lắm, mẹ nó coi như là bao nhiêu cây xăng cơ. Mà xăng ngày trước là ăn chứ không phải như xăng bây giờ chật vật được. Nhà nó, mẹ nó mua không biết bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu đất cát. Thế mà cho con đi bệnh viện thì đâu có tiếc tiền. Không khỏi, bây giờ toàn thân. Thế mà hôm mới đến gặp chị chỉ xịt có 30 phút thôi. Có ảnh trước và sau 30 phút. Ui dồi ôi, tuyệt vời làm sao. Cái này đấy là bệnh ban đỏ, người ta còn gọi là bệnh lupus ấy. Lupus cái này nó chữa được. Thành phần của nó là em thấy có hero giống cái nước Izumigo của mình này đúng không? Rồi thành phần của nó là gì? Cái này chính ra nhìn thì nó chỉ tưởng là nước toner thôi, tức là nước hoa hồng để mình lau sau khi rửa mặt, tức là mình bù nước vào sau khi rửa mặt thôi. Thế nhưng mà làm sao nó lại diệu kỳ, đúng là nó rất là thần thánh ở một cái của nó có cái hero. Tại vì như này, trong này nó có coi như là cái nước của nó chắc là phân tử nhỏ, lượng tử, nó đưa collagen và peptide, tức là mình cứ hiểu như là một cái tế bào gốc. Khi mình xịt vào nó đưa vào trong da mình, nó đánh thức những cái collagen và tế bào gốc của mình vì nhiều tuổi nó làm yên, tức là nó không hoạt động cho mình nữa, để cho da mình sập sệ rồi là có lếp nhăn rồi là xuống sắc theo tuổi già, thì cái này nó đánh thức nhau dậy. Thế là nó bẻ gãy hết tất cả, nó bẻ vụn collagen là nằm cũ ở trong cơ thể, trong cái khuôn mặt mình đi. Thế là nó chạy khắp cơ thể, nó thúc đẩy, tức là nó thúc đẩy cái sự hoạt động trẻ trung lên. Đấy, chính của nó là như thế đấy. Mà cái này là nó là nước phân tử nhỏ, mà phân tử nhỏ lượng tử, tức là siêu nhỏ lắm, bị không lấy vào đâu. Thì cái này công ty này nó sản xuất, em thấy trên mạng nó có 3 dòng. Mà nó về Việt Nam mới có dòng này thôi. Nó là 5 dòng chứ không phải 3 dòng. 5 dòng. Trên mạng nó 5 dòng. Khi cái nước này... Đây là có một cái loại giống như cái viên nhỏ màu cam. Cái viên nhỏ đấy là cái viên ấy để bôi những cái bọng mắt và những cái lếp nhăn. Và nó có bô tốc để nâng cơ. Từ ngoài cái này ra, nó có những cái đấy không? Nó có cả chống nắng, rồi nó cả kem trắng da. Em nhưng mà tốt chưa? Nhất là cái dòng xịt này. Những cái đấy thì công ty nào nó cũng có. Nhưng mà các công ty... từ trước đến nay chưa cái nào nó có cái nước thần thánh như thế này. Mình phải hiểu là như vậy thì mình phải chơi cái sản phẩm mũi nhọn này thôi. Còn cái gì dùng khi người ta đẹp rồi, người ta dùng cái gì thì dùng. Cái này nó thay thế hết tất cả các thứ khác. Nó cũng xóa nhăn, nó cũng lưng cơ, nó cũng làm trắng da, nó cũng làm giảm thâm nám ngoài da, nó còn tham gia coi như là sửa chữa tất cả những cái vấn đề về da của mình. Làm sao mà không thích. Có cái em xem từ trước đến nay có cái mỹ phẩm nào nó dám nói là nó chữa được bệnh vẩy nến không? Làm sao mà nó dám khóa được những cái vết thương chảy máu không? Hoặc là những cái vết xước, vết sẹo, hoặc là những cái, kể cả những người bị tiểu đường lâu năm, những cái vết loét của người ta đâu có chữa được. Nó vẫn càng hay lở lét, nhưng xịt cái này vào nó làm lành vết thương. Nhưng thế mà có phải tuyệt vời không? Nó ra ngoài thị trường thị sĩ là được năm 2017 hả chị? Nó ra ngoài thị sĩ lâu rồi. Nếu mà nói đúng ra hàng chục năm rồi. Nhưng mà nó được một cái ông CEO này. Cái ông CEO này.